Thực hư chuyện cô dâu 62 tuổi ở Cao Bằng bị đột quỵ, phải nhập viện khẩn cấp trong đêm sau ca đại thẩm mỹ. Mới đây, anh Hoa Cương bất ngờ chia sẻ về hình ảnh vợ mình, chị Thu Sao nhập viện cấp cứu và phải chuyển nước trong đêm. Thời gian gần đây, cô dâu Thu Sao đẩy mạnh công cuộc đại phẫu làm đẹp để níu giữ tuổi xuân, nhận được nhiều sự chú ý. Sau nửa tháng làm căng da mặt, khuôn miệng chị Sao đã đỡ lệch, cân đối hài hòa hơn. Đặc biệt phải kể đến sự chăm sóc tỉ mỉ, chiều chuộng và luôn có mặt mọi lúc mọi nơi của chồng trẻ 26 tuổi, khiến nhiều người ngưỡng mộ, tin rằng tình yêu của cả hai là có thật. Tuy nhiên, mới đây trên trang cá nhân, trong video chị Sao thần sắc tái nhợt, mắt nhắm nghiền, tay đang chuyển nước nằm trên giường bệnh, còn chồng trẻ luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc. Hiện tại tình hình sức khỏe của cô Thu Sao đã ổn định, bác sĩ đã cho về nhà nghỉ ngơi. Dù vậy, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt, tiều tụy. Cô Sao đã ăn được cháo và chồng cô luôn bên cạnh chăm sóc tận tình. Trong video chia sẻ này, anh Hoa Cương cho biết nguyên nhân vợ bị sốc nhập viện là do xem được một số kênh YouTube nói về vợ chồng chị với những nội dung xúc phạm danh dự nhân phẩm. Anh Cương khẳng định nếu những kênh này không công khai xin lỗi, hai vợ chồng sẽ mời pháp luật giải quyết. Nếu các bạn có đủ khả năng và năng lực, hãy dựa vào bản thân, đưa hình ảnh của mình lên để câu like, câu view kiếm tiền, chứ đừng lấy hình ảnh danh dự của người khác để xúc phạm, như thế là không tốt. Những đối tượng như thế làm vợ mình bị sốc, nếu không có video nào xin lỗi công khai thì mình sẽ làm đến cùng. Ngoài ra, theo anh Cương, nhiều người không tiếc lời chửi rủa hai vợ chồng, lập đàn cầu siêu trong khi họ đang sống là hành động không thể chấp nhận. Nếu vợ chồng mình làm sai thì đã có pháp luật can thiệp, chứ không đến lượt các bạn, anh Cương khẳng định. Chị Sao ngồi bên cạnh do quá mệt mà không nói được câu nào, khóc lóc vì bị nhiều người chửi rủa, thậm chí cho rằng chị đột quỵ do phẫu thuật thẩm mỹ. Hiện tại cô dâu 62 tuổi đang nhận được nhiều sự động viên an ủi, mong cô sớm khỏi bệnh. Không nên để những lời ném đá dèm pha từ cộng đồng mạng làm ảnh hưởng.